Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm bồ đề, Nam Mô Tề Bà Ti Đà Phật, Nam Mô Tề Bà Ti Đà Phật, Nam Mô Tề Bà Ti Đà Phật. Nhất tâm phụ thực, Nam Mô Phổ Quang Phật Đại Bồ Tát Tâm Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật Đại Bồ Tát Tâm Phật. Nhất tâm phụ thực, Nam Mô Nhất Địa Cư Phật Sự Của Sở Thân Sở Là Thời Đồ Bồ Đồ Một Tám Giới Điểm Phật Sự, Nam Mô Nhất Địa Cư Phật Sự Của Sở Thân Sở Là Thời Đồ Bồ Đồ Một Phật Sự, Nam Mô Nhất Địa Cư Phật Sự Của Sở Thân Sở Là Thời Đồ Bồ Đồ Một Tám Giới Điểm Phật Sự. Nhất tâm phụ thực, Nam Mô Kim Xà Tự Tả Vị Bảo Vinh Vi Diệu Phật Thật, Nam Mô Kim Xà Tự Tả Vị Bảo Vinh Vi Diệu Phật Thật, Nam Mô Kim Xà Tự Tả Vị Bảo Vinh Vi Diệu Phật Thật. Nhất tâm phụ thực, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Phật Thật, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Phật Thật, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Phật Thật. Nhất tâm phụ thực, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Kim Tánh, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Kim Tánh, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Kim Tánh. Nhất tâm Nam Mô Kim Tịnh Tịnh Bồ Tát Ma Na Tát, Nam Mô Kim Tịnh Tịnh Bồ Tát Ma Na Tát, Nam Mô Kim Tịnh Tịnh Bồ Tát Ma Na Tát. Nhất tâm phụ thực, Nam Mô Điên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Điên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Điên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm phụ thực, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Na Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Na Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Na Tát. Nhất tâm phụ thực, Bọn Đức Tử Vương Thiên Long Bạc Bồ Tát Già Lan Ngọc Bồ Tát Pháp Dạ Nhà Tị Thanh Tuấn, Bọn Đức Tử Vương Thiên Long Bạc Bồ Tát Già Lan Ngọc Bồ Tát Pháp Dạ Nhà Tị Thanh Tuấn, Bọn Đức Tử Vương Thiên Long Bạc Bồ Tát Già Lan Ngọc Bồ Tát Pháp Dạ Nhà Tị Thanh Tuấn. Duy nguyện Đức Thích Ca Tự Phụ Thập Phật Thể Tông Thập Âm Thập Đạo Thập Phật Dạ Bồ Tát Tâm Đạo Nhận Đại Nghe Mưa Ngại Tạm Thông Cử Tạm Quang Lâm Đạo Tạng Sư Trưởng Công Thiện Thành Phật Tỉnh. Kim Sáp Thiệt Ngã Vị Bảo Phương Thanh Tất Cả Mùi Phương Pháp Thành Thân Thịnh Cùng Chân Phật Tảnh Xuống Bản Thế Thông Thiện Đạo Tạng Mật Ông Cũng Vừa. Kiên Định Tỉnh Bồ Tát Biên Kiết Bồ Tát Quang Thế Âm Bồ Tát Đảng Đọc Vương Nhiệm Tiện Thị Mạng Kim Sáp Thiện Vi Quang Lâm Phật Phật tướng sổ hồ dẫn lên của con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Bát là Phật tướng thể, là Phật đại thể nên dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mong cùng chữa ngại thân thương lập tí nhìn sơ chẳng. Đại từ đại bi trải thể về phổ đại quang minh và đại sự nghiệp. Hồ Pháp Thiên Long Già Lâm Thân Thể Thầy 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 Chư vững đạo tràng thân pháp ma trưởng thì để cười kiến sức của con tự tán lễ tâm hậu con nghe khắp mùi phương công đức chân thật vô biên được tốt tập thượng tình tâm hoan vị tịnh lễ thượng phu vô lượng phước nay được đại thể đâu mùi không vô lượng thể cười kiến thật ở dường tâm hữu lực quá khứ thì và thi phật. Nhất tâm bổ lễ tinh kỷ Phật. Nhất tâm lãnh lễ vì sắc bồ Phật. Nhất tâm lãnh lễ cao nư thân Phật. Nhất tâm lãnh lễ cao na mô ni Phật. Nhất tâm lãnh lễ ca diếp Phật. Nhất tâm lãnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
nhất tâm lĩnh lễ phổ. Nhất tâm lĩnh lễ phổ minh Phật. Nhất tâm lĩnh lễ phổ tịnh Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Nam Mô Na Thiên Đạo Thiên Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Thiên Đạo Quân Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Ma Ni Đạo Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Hoan Hỷ Hạt Ma Ni Đạo Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Nhất Tế Tế Gia Nhật Tiếp Phật Đạo Tinh Thắng Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Ma Ni Đạo Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Nhật Tụ Tiếp. Nhất tâm lĩnh lễ Hỏi Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Kim Cang La Từ Bộ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Đại Từ Không Thánh Giọng Ảnh Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Từ Lực Thu. Nhất tâm lĩnh lễ Từ Tạo Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Diên Đàn Của Tâm Nguyên Hẳn Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Lời Tình Của Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Tuyền Ý Phật. Nhất tâm lãnh lễ Quả Thân Nguyên Vô Phật. Nhất tâm lãnh lễ Bảo Thái Chiếu Phương Tự Đại Lực Vô Phật. Nhất tâm lãnh lễ Tư Tôn Bảo Hoa Vô Phật. Nhất tâm lãnh lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Lãnh lễ Hội Ôi Đan Vương Phật. Nhất tâm lãnh lễ Pháp Thân Vương Phật. Nhất tâm lãnh lễ Tu Di Vô Phật. Nhất tâm lãnh lễ Tu Ma Na Vô Phật. Nhất tâm lãnh lễ U Đàm Bát Hoa Tù Thẳng Vương Phật. Nhất tâm lãnh lễ Đại Thệ Lực Vương Phật. Nhất tâm lãnh lễ A Xuất Về Ma Nữ Vương Phật. Nhất tâm lãnh lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Tài Quang Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Kim Hải Quang Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Sơn Hải Vệ Thần Tài Quang Vương Phật. Nhất tâm lĩnh lễ Đại Thông Quang Phật. Nhất tâm lãnh lễ Nhất Thế Phật Từ Mẫn Vương Phật. Nhất tâm lãnh lễ
Đông phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhân thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ đông nam phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ nam phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhất Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ tây nam phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ tây phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ tây bắc phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ bắc phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ đông bắc phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ hạ phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ thượng phương nhất thiết chư Phật sự của sa thân xả lợi hình tượng hồ đồ của Phật nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ hạ phương âm thể nhất thiết chư nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết Phật tăng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết Phật tăng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết Phật tăng. Nhất tâm đảnh lễ tiên xá thượng ngã nguyện báo kinh vi diệu Phật tăng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết niệm hạnh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết niệm hạnh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết niệm hạnh. Nhất tâm đảnh lễ kiên định tiến bồ tát a la hán. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma La Hán. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma La Hán. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma La Hán. Cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay, từ vì bát nghiệp sáu căn và tội tội làm của ngài nên không thấy được. Chư Phật không biết xuất ly sinh tử, từ ly sinh tử không biết giáo lý vi diệu. Ngày nay tuy biết nhưng do không của chúng sanh thì trình bày tất cả tội lỗi. Ông cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái chi tập không đầu sinh của cá nhân ngồi đây mặc sáo không tỷ người không được thực hiện đi bị cáo ba người không được việc đi không học như ăn không nên là đêm đêm khổ không người ăn gặp đã phải lộ lòng những người biết con sẽ ác đạo không tạo tâm lý không biết nhân của Phật tử này không tin nhân của Phật sinh luôn luôn sợ hãi Phật độ sám hối đoạn tâm tương phục Phật tâm hồn đều đạo báo tương phục tinh thần sẽ trở nên
bao giờ sửa đổi một lần trong quá khứ, từ nghĩ có thắng dùng chút thì vị mười phương Phật có đại trí tuệ có thể cứu bạc cho con, cùng các thể chúng sanh từ trong những xứ tử vô tận để bồ đề từ vô tử đến nay không biết đánh của Phật cũng không tình nên tạo nhiều tội ác, nay thì không thể nguyện độ chúng sanh rộng tu Phật được thiện đoạn tất cả điều ác ghi nguyện hiện tại tâm bảo địa tạng bồ tát từ bi nhịn thọ nghe con sám hối. Đệ tử Phổ Liên thì chúng con tin lành được yêu, chúng con chỉ tâm sám hối cùng con cùng chúng sanh từ cảnh chân tịnh cảnh giới chân thật đồng thể chư Phật vô minh si ám hung bạc nhân duyên việc phận giới cộng chúng sanh tâm trước so tính tâm và ta cũng đã sáu tâm đang bị nọ nhiều khổ chứa thập án ngũ trần trọng năng không giả chứa về chữa bệnh chữa thương giải tính như một của hội họ không khỏi nhà ra khỏi giả như muốn tu hành những quả gì biến được đặc biệt của mau tên dịch và tạo ý không đủ trợ duyên tính tâm không lành hay đặc biệt để dùng lời nhẹ nhàng tạo ý cái phá nên hưởng cho con chủ sạch tâm con ai sẽ hỏi như nguyện tập phương chư Phật để không chủ tri một người nay con sẵn hủ để không cả Phật để không cả Phật nhanh được đầy đủ để nay cũng tâm tâm tự trọng cũng được tiếp tạo một bản tâm có cả nhà sẵn hủ tội tánh như vậy cũng là không tịch nhưng tự hướng vọng với tâm điên tạo chưa có được tâm và để tự tâm tự tâm tự tâm tự tâm tự tâm để được mong muốn thì phải luôn tin những lời chỉ tâm thiện để biết nghe tại Bồ Tát tính bồ xuân chưa thành chánh giác nguyện mong thành chánh giác nếu đã thành chánh giác nguyện tự trụ tại thế thì chẳng pháp luân không nhập niết bàn. Để gửi con vâng thiệt phương vương Phật chân chúng ta chỉ tâm đầy thiện nguyện không thường tất cả chúng sanh xả bỏ lâu và lên những tâm đột định đối với tất cả cũng được tu học và tận tình của Phật của nước đó mà đời hề của người ý. Để gửi con vâng thiệt phương vương Phật chân con chỉ tâm đầy thiện dù đến tất cả nước có làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đồng hướng một thiên phòng đến thành của nước đó. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đệ tử con muốn được chúng nên là một đi. Chúng con chỉ tâm Phật nguyện về một số tâm Phật để thực tập công đức sống tâm để bảo vệ để phát triển và tiêu trừ tiêu tai động loạn của ma ti và đồng sở hữu tỉnh. Con có cảm ơn chúng ta được tự cảm ma con được chúng ta mà hiện đời rất có sản vi cùng cuộc sống sống tốt tâm để tăng đốt ráo thân thần thắng đợi của vương miền miền nhiều năm tự nhiên cuộc đời tất cả đều như thành địa ngục từ ân cảnh giới chúng ta xã thân bảo thế giới pháp sáng tạo vật tiền của diệu di đà tự giải thế được học tập để trở lại thành ra được cùng với thiên nhiên Thank you.
Sắc mô đi số hoa